Sáng hôm qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác bảo đảm thông tin chỉ đạo điều hành trong phòng chống thiên tai, tình huống khẩn cấp và kết quả triển khai luật phòng thủ dân sự, xây dựng nghị định và tổ chức ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia. Từ diễn biến của cơn bão số 3 Yagi vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm thông tin xuyên suốt trong mọi tình huống thiên tai khẩn cấp bất khả kháng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các cơ quan có chức năng dự báo, cảnh báo, giám sát như khí tượng thủy văn, đê điều, hồ chứa, rà soát, đề xuất dự án đầu tư ứng dụng công nghệ, phần mềm trí tuệ nhân tạo để phân tích, xây dựng các mô hình mô phỏng phục vụ công tác chỉ đạo, ra quyết định. Về hạ tầng kỹ thuật, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành rà soát đề xuất dự án đầu tư nâng cấp trạm quan trắc khí tượng thủy văn viễn thông, đồng bộ với hạ tầng năng lượng, đường truyền viễn thông để có thể chống chịu được với siêu bão, các hiện tượng thiên tai ngày càng cực đoan hoặc những tình huống bất khả kháng khẩn cấp, nghiên cứu ban hành quy chuẩn mới về hạ tầng viễn thông, năng lượng, giao thông, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ, lực lượng của địa phương trong dự báo, quan trắc, giám sát, cung cấp thông tin, cảnh báo nguy cơ thiên tai như sạt lở, lũ quét.